Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Kính thưa quý vị, trong 24 giờ qua, áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi ngang qua khu vực Bắc Bộ, gió cường độ yếu. 24 giờ qua, tại Kiên Giang, trời chiều tối có mưa rào và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, ban ngày nắng. Hiện tại, theo rảnh áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, hoạt động ổn định, gió yếu vẫn duy trì trên các vùng biển. Dự báo trong 24 giờ tới thì áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, hình thành rãnh áp thấp yếu có trục nam biển đông, sau nâng trục lên và có vị trí qua nam bộ trong khoảng ngày mai. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía bắc của bắc bộ hoạt động ổn định, gió yếu trên các vùng biển. Từ ngày mai 27 tháng 7 thì gió tây nam hoạt động trở lại và tăng dần về cường độ. Sau đây sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tại trung tâm thành phố Rạch Giá, mây thay đổi đến nhiều mây, tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nam tây nam cấp 3, nhiệt độ không quá 33 độ C. Thời tiết tại khu vực thành phố Hà Tiên, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào dài nơi và có nơi có dông, ban ngày nắng, gió nam tây nam cường độ cấp 3, nhiệt độ thấp nhất đạt mức 26 độ. Thời tiết tại các huyện Kiên Lương, Giang Thành và khu vực Hòn Đất, mây thay đổi, đêm không có mưa, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ban ngày nắng, gió nam tây nam cường độ cấp 2, cấp 3. Thời tiết tại khu vực các huyện Châu Thành, Tân Hiệp và Dòng Triền. may thay đổi, chiều tối mai có mưa rào dài nơi và có nơi có dông. Ban ngày nắng, gió Tây Nam cường độ cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết tại các huyện Gò Quao, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. may thay đổi, đêm không có mưa, chiều tối mai có mưa rào dài nơi và có nơi có dông. Ban ngày nắng gián đoạn, gió Nam Tây Nam cường độ cấp 2, nhiệt độ thấp nhất cũng nằm trong khoảng 25 độ. Thời tiết tại khu vực thành phố Phú Quốc mây thay đổi đến nhiều mây, trời có mưa rào và có nơi có dông, ban ngày nắng, gió tây nam cường độ cấp 3 cấp 4, biển bình thường. Thời tiết tại khu vực Giang Bờ, Kiên Giang, Nam Du, Phú Quốc mây thay đổi đến nhiều mây, trời có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ban ngày trời nắng, gió tây nam cường độ cấp 3 cấp 4, độ cao sóng không quá 1 m, biển bình thường. Tại Phú Quốc, Nam Du, Thổ Du, mây thay đổi đến nhiều mây, trời có mưa rào và dông, rải rác ban ngày nắng, gió nam tây nam cấp 4, độ cao sóng không quá 1 m hai biển bình thường. Giai thời tiết trên khu vực Vịnh Thái Lan. Chiều tối có mưa rào và dông ban ngày nắng gián đoạn, gió tây đến tây nam cường độ cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ cao sóng không quá 1 m. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.